Vâng, chào mừng các bác lại quay trở lại với Xúc Loa Hàn Lộc. Hôm nay Xúc lại test loa để gửi cho anh em khách thân yêu. Thì em cũng test loa để gửi luôn cho các bác nào chưa có những mẫu loa và những mẫu sản phẩm bên em đang bán chạy nhất thị trên thị trường nhé. Và là những mẫu sản phẩm tốt nhất nhé. Những mặt hàng uy tín nhất bên em bên Xúc đang bán. Thì trước khi để đi vào chi tiết hai cái sản phẩm hai em loa toa 5W và em âm ly 263B đời 2021 có Bluetooth các bác nhé, hát karaoke và chạy MP3. Đấy. Chạy thẻ nhớ. Thế thì để giao dịch thành công và vui vẻ thì em xin chia sẻ cách thức mua hàng bên em. Bên em thì là một đơn vị mua bán hàng online uy tín, luôn ship code CVD đồng kiểm tận nhà cho các bác. Anh em trước khi nhận hàng thì kiểm tra hàng và test hàng cẩn thận nhé. Đấy, các bác biết thoải mái. Như vậy cho anh em nó ok vì mình làm ăn lâu dài uy tín chứ không phải là vì làm ăn chụp giật. Em cũng là người đam mê như các bác. Thì bây giờ em không để các bác lại lâu, em xin test luôn. Em âm ly 263B này thì như các bác đã biết trên thị trường anh em đã chơi rất nhiều năm rồi. Đấy, con này là con cải tiến nhé, con 263B các bác nhé. Đây. Thì con này chạy được cả điện 220V và điện AQ 12V của xe đạp điện và xe máy các bác nhé. Đấy, thì bây giờ em đang test bằng điện 220V các bác nhé. Thế thì con này có hai cổng vào và 300W một cổng các bác nhé. Đây. Và có lá tản nhiệt hai bên sườn các bác nhé, và trên đỉnh các bác nhé. Đấy, rất xì xịn xò luôn. Thì bây giờ em sẽ đi vào test âm thanh của các bác luôn để các bác thấy nó hay và nó phê nhưng mạnh đến mức độ nào nhá. Tiếng chim một lúc rất xịn sò. Em công khai giá bán luôn của hai cái sản phẩm em đang gửi cho khách hàng thân yêu đây. Là em âm ly 263B này, bên em đang bán với giá 499k, tặng cho các bác một dây nguồn nhé. Dây nguồn này. Đây, một dây nguồn này. Và tặng một áo thẻ và thẻ nhớ luôn các bác nhé. Tặng các bác một áo thẻ này và thẻ nhớ này. Đấy, tặng các bác file tiếng chim, bao ăn chim. Ok các bác. Đây, anh em và các bác đang xem video và các bác nào chưa có thì hãy liên hệ với shop 0972 171303 để được shop gửi cho các bác bộ loa âm ưng ý nhất, loa âm ly ưng ý nhất để về đi chơi. Và các bác nào chưa có rồi thì xem cho nó vui và các bác nhớ là like và đăng ký kênh và ấn vào nút chuông nhận thông báo mới nhất của bên shop. Và các bác chia sẻ rộng rãi cái video clip em đang gửi các bác đây cho anh em bạn bè của các bác biết để các bác để giúp được phục vụ các bác nhiều hơn. Cảm ơn các bác đã xem video. Chúc các bác làm việc một ngày hiệu quả.